Xin chào mọi người, đây là video clip mình sẽ nói về tử vi vận hạn của cái tuổi Canh Thân Nam Mạng sinh năm 1980 đối với năm Kỷ Hợi 2019, một trong những cái tuổi mà mình nói rằng là khá là hay ho, hấp dẫn ở trong cái cuộc sống. Như đã nói thì người mà tuổi Canh Thân thì thiên can là mang chữ chữ canh, nhiều người không biết là nói là canh cô mầu quả, nhưng thật sự ra mà nói người Canh Thân thì không bao giờ canh cô mầu quả cả, nhất là canh thân nam mạng. Với cái thân cương mệnh thì thường có các sao như Thái Dương nè, Vũ Khúc, Thiên Đồng và đặc biệt là Thái Âm. Đây là một trong những cái tuổi, những cái sao, cái tuổi mà có cái thân cương mệnh các cái sao khá tốt ở trong cái vận hạn. Tuy nhiên là người Canh Thân thì chính vì vậy cho nên là đa phần là những người rất là thông minh, ứng xử nhanh nhẹn, gọi là nắm bắt cơ hội kịp thời và biết khai thác, rất dễ thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên là khó bền, khuyết điểm là thiếu cái người mà hợp tác, làm cái gì chỉ canh mà thích làm một mình, cái gì cũng muốn mình tự làm, cái gì cũng gọi là xốc tay vào làm, đặc biệt là không có lòng tin ở người khác. Vốn dĩ chữ canh đã không phải là một mình rồi, còn là người đa phần những người tuổi Thân thì không có lòng tin ở bất cứ ai, chỉ có tự tin vào bản thân mình thôi, cho nên là ít người thân tình hợp tác. Vì thật sự mà nói thì cũng không có quá nhiều người chịu đựng nổi cái tính tự hào gọi là tự kiêu, đôi khi là quá nhiều tham vọng của tuổi Nam Mạng Canh Thân. Gọi là người mà cái đó là cái cá tính đa phần của cái người Canh Thân Nam Mạng. Người Canh Thân Nam Mạng thì do là cái con khỉ, là cái con mà có thể nói là gần khôn gần bằng con người đi, cho nên là lợi dụng cái đầu dữ lắm, muốn làm cái gì thì sử dụng cái đầu của mình để sai người khác nhiều hơn là sẽ thành công hơn là tự thân mình đi làm. Nhưng mà không, cũng cái gì cũng chấm bút vô hết, đó là Canh Thân ha. Thì số của người Canh Thân thì rất khó nhờ anh em. Nói trước, riêng Canh Thân nam hay nữ mạng gì cũng vậy, đây là cái một trong những cái tuổi là rất khó nhờ anh em. Mang thiên can cái chữ canh đã khó nhờ anh em rồi, Canh Thân càng khó hơn. Lý do là quá thông minh, đôi khi anh em người ta đề phòng mình, anh em gia đình sẽ đề phòng. Thường tôn tính, người ta nói là người mà Canh Thân mà sinh vào mùa xuân á, thì là gọi là cái đơm hoa kết trái, trái ngọt nhiều, cho nên là sẽ gặp được nhiều may mắn, dễ thăng tiến. Bằng ngược lại, nghịch sanh vào mùa đông á, thì có nhiều tham vọng, toan tính thì quá lớn, vượt xa cái thực tế bản thân mình, cho nên dễ bị thất bại, chán nản. Người Canh Thân là đặc biệt cái cung bậc cảm xúc của người Canh Thân Nam Mạng là yếu nhất, dễ là rơi vào cái tình trạng mà bế tắc, là buông xuôi ha. Cái đó là người Canh Thân không có tính kiên trì, vì thông minh quá nên là không có tính kiên trì, làm cái việc mà gặp trở ngại là chỉ muốn buông xuôi thôi, không có chịu cố gắng, gọi là gì, gặp trở ngại là muốn nhảy chỗ khác, muốn đổi chỗ, muốn kiếm một cái gì đó mới mới chịu làm, chứ còn không có thích ngồi yên, không có chịu kiên nhẫn, cho nên là đem đến cái sự thất bại ở trong cuộc sống gia đạo, ở trong cuộc sống của các em. Phải vào cái sau cái năm 47 tuổi thì người Canh Thân Nam Mạng mới gọi là chững chạc. Người Canh Thân có cái hậu vận tốt, tại vì biết lợi dụng cái đầu, nhưng mà đều có một cái là tới đó thì có thể nói là người Canh Thân mới vào cái vận, cái tuổi nó được năm được tháng, gọi là được thời, và cũng có thể là do là tích lũy được kinh nghiệm cần hơn cái sự gọi là kiên trì ở trong cuộc sống mà có được cái thành công. Đó là cái thiên tính cũng như là cái cả đời của người Canh Thân Nam Mạng.
Thì vận vào cái năm Kỷ Hợi 2019 này á, thì với tuổi của Canh Thân Nam Mạng thì nó sẽ như sau. Các em thì mạng là thập lụ mộc, cây thập lụ á, cây này cứng lắm mà, cho nên là người này cũng cứng đầu lắm. Mạng mộc gặp năm mộc bình địa mộc là tương hợp, chủ về một năm tốt cho sức khỏe, không có vấn đề. Công việc kinh doanh vì thế cũng được hưởng lợi chút ít. Ra mà cùng mạng mà như đã nói ha, cái mạng mình không bị sinh xuất, không bị tương khắc, thì cái phúc tinh và tài tinh của năm nó cũng sẽ được hưởng lợi. Sao chủ của các em thì không, thật sự là không tốt đẹp, đó là sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch thì người ta nói gặp sao Thái Bạch thì quét sạch cửa nhà, đặc biệt là sao Thái Bạch nó thuộc hành kim, nó rất không tốt cho người mệnh mộc của các em. Người ta gọi là gặp sao Thái Bạch chiếu mạng thường bị hao tốn tiền tài, thậm chí là đau ốm về sức khỏe, cuộc sống làm ăn sẽ có nhiều biến động, gây bất lợi về mặt tài chính. Sao Thái Bạch không chỉ đem về những cái bất lợi, đem lại những cái bất lợi mà nhỏ đâu, đây cũng là một khuyết tinh mang lại một cái khuyết tinh mang lại rất là nhiều điều không tốt cho người mệnh mộc. Tuy nhiên mà người mệnh mộc với cái chữ canh này á, thì đi xa lại có lợi. Ngon ha. Xấu thì mặt này nhưng mà cũng có tốt và khác. Hạn là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Người ta nói gặp hạn thiên tinh á, thường sinh rắc rối tranh chấp, gia đạo có chuyện bất hòa. Cái này mà kết hợp với gia đạo, thiên địa chi lục xung thì bảo đảm là rất 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 dễ xảy đến cái chuyện mà gia đạo bất hòa, xảy ra chia lìa ha, ly dị. Người ta nói gặp hạn thiên tinh này thì tránh cạnh tranh, làm ăn dễ bị chống phá, đôi khi còn phải liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên đó là được cái vận niên của các em rất tốt, đó là vận niên Long Ngộ Vân, tức là vận niên Long Ngộ Vân tốt ha, sẽ phát huy được khả năng, có nhiều cơ hội tạo được cái vị trí xứng đáng cho công việc của mình. Dù gì nữa vận niên cũng là một vận niên tốt. Người ta nói vận niên Long Ngộ Vân mà được giải thích đúng đó là con hình tượng con rồng được bay lượn trên mây ha, có cơ hội làm mưa làm gió, báo hiệu một năm là công việc to lớn là sẽ đến với mình. Tuy mọi việc mới đầu gặp nhiều có khó khăn trắc trở, nhưng nếu biết kiên trì mà đeo bám thì vẫn có tiền tài tốt đẹp. Sức hành đi xa thì có lợi do là gặp vận niên này. Công danh tài lộc cũng có thể có ok. Còn về thiên can á, thì chữ canh gặp kỹ là bình hòa tự chủ. Về tử vi báo hiệu một năm làm ăn bình thường, tiền bạc làm ra cũng đủ chi tiêu cho mình. Dù rằng là dưỡng sao Thái Bạch nhưng mà thiên can như thế này thì cũng không đến nỗi nào, có thể là mình làm ra rồi mình không giữ được, chứ không phải là gặp cái thiên can tương khắc nữa mà gặp sao Thái Bạch nữa là hao tốn mất tiền của mình ha. Về mặt nạp âm ngũ hành á, thì kỷ thuộc thổ, canh thuộc kim, cho nên là sinh nhập về nạp âm ngũ hành của thiên can, cho nên là cũng có điều tốt đẹp về làm ăn. Địa chi thân hợi, dần thân tỵ hợi, thân hợi người ta gọi là thân gặp hợi là lục hại, chủ về một năm gặp nhiều khó khăn chống phá trong gia đạo, đem lại nhiều chuyện buồn phiền. Có người phá người ở trong gia đạo lại gây cho mình ức chế buồn phiền. Thân với hợi này thì về nạp âm ngũ hành là sinh xuất, cho nên là không có lợi cho tuổi của người gặp lục hại này. Như vậy phối hợp các yếu tố trên, đứng về ngũ hành và luận giải thì năm nay can kỷ thì thuộc âm, ngũ hành sẽ hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên thổ vượng. Đối với người mà mạng mộc gặp năm thổ vượng là khó có phần lợi ích, trở ngang nhiều điều, không nên mưu đại sự, khó đương nổi cái lợi mà lớn. Sao hạn lại không tốt, tức là sao sao Thái Bạch đó không tốt. Vận thế trung bình, được có cái vận niên là rất phù hợp với cái tuổi mà của các anh ha, tạo cho các anh có nhiều cái lợi thế ở trên cái đà phân tiến. Môi trường làm việc có nhiều biến chuyển, có thể tạo đà thăng tiến tốt. Tuy nhiên sao năm nay sao hạn bất lợi, nếu không cẩn thận
có thể gặp rắc rối với pháp luật hay tranh chấp với bạn bè gây hao tốn tiền tài. Đây là có thể nói là một năm xét về mặt tử vi bên ngoài thì có xấu tốt đan xen, cho nên là rất dễ gây tốn hao ở trong tiền tài. Tuy nhiên về mặt sự nghiệp có thể nói đây là một năm vẫn có tiến triển tốt đẹp về mặt sự nghiệp công danh, tuy nhiên tiền tài thì không có. Như vậy là tử vi của cả năm xét về bên ngoài thì cũng có cái được cái mất, đặc biệt là cái mất nhiều nhất là vướng sao Thái Bạch, cần cẩn thận nha. Còn về mặt sự nghiệp và công danh của năm 2019 đó, xét về các sao đo sao tính hạn thì mình sẽ xem như sau. Về tứ trụ thì năm Kỷ Hợi 2019 là với thiên lợi, là địa thì địa hao, thiên lợi thì hoàn cảnh không mấy thay đổi trong công việc, mưu sự tương đối dễ dàng thành công, tức là thiên của tứ trụ là nói về thành công, nói về chủ về công việc và cái việc công danh. Còn địa thì nói về gia đình, thì địa hao thì cho nên là có thể nói là gia đạo gặp nhiều cái vấn đề không may mắn, có thể là tạo ra hao tốn. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với người canh thân nam mạng là sinh địa, có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có thể ngăn chặn và hóa giải cái sự chẳng lành do cái sao Thái Bạch nó gây ra. Tọa cung tiểu vận thì bị bắt đẩu tinh tinh quân, đó là phá quân đắc địa. Đây là một trong những cái phá tinh có khả năng quán xuyến gây ra nhiều khó khăn, vì cái phá quân này nó quá quá tầm của cái người canh thân. Nếu như mà cái bắt đầu tinh quân này mà tọa thủ cái người mà có chữ nhâm á, thì nó tốt ha. Có nhiều người, nhiều sách thì nói phá quân là một phúc tinh, một chứng tỏ về 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 cái sức mạnh của cái chuyện quan vận. Tuy nhiên là phá quân sẽ tốt, theo nghiên cứu của mình sẽ không tốt cho những người chữ canh, chữ kỷ, chữ mậu, nhưng mà sẽ tốt cho những người chữ giáp, chữ nhâm và chữ quý, sẽ tốt cho những người đó, vì nó quá cương, hung bạo, dễ sinh oán thù lắm. Tuy nhiên là nhờ có đường phù đồng cung, lợi ích cho công việc cầu danh lộc, xây dựng vị trí xứng đáng trong cái môi trường của mình. Để đặc biệt là tọa cung tiểu vận tiểu hạn cũng có một số hao và phá tinh như là thiên hư nè, bệnh phù, tế phá, cho nên là công việc làm ăn sẽ gây ra hư hại và hao tốn, cần cẩn thận nhiều mặt. Dù sao đi nữa là bắt đầu tinh quân phá quân nó vẫn là đắc địa nhất. Hội chiếu thì còn có thanh long nè, hoa cái, thiên la, thì sẽ có, tuy là có xấu nhưng mà có thanh long, người ta gọi là thanh long là một cái sao con rồng xanh, nó đem lại nhiều may mắn cho cái người tuổi canh thân lắm. Sẽ đem được cái dù là gặp khó khăn ban đầu với những cái sao bên sau này thì có được khá khá, lại cũng kéo lại được một ít. Tử vi thì có tam hợp nè, tuế phá, bạch hổ, quan phù, tam hợp thái tuế, bạch hổ, quan phù. Đặc biệt ha, thái tuế mà nhập hạn á thì mình không nạn cũng tai, thế nhưng mà nhập tử vi mà nó đi chung thái tuế, bạch hổ, quan phù á, thì trở thành một cái tốt. Nhưng mà tách ra hai ông này rời nhau ra thì ba mày xấu lắm ha. Ông này cũng đi riêng thái tuế, ông đi riêng ở hạn, bạch hổ ông đi ở tọa cung tiểu vận, ông quan phù ông đi ở hạn nữa là coi như là đáo tụng đình chắc cú. Cho nên là nếu như có ba cái này kết hợp ở tử vi thì tạo thành phúc tinh và giúp đỡ, tạo sẽ có quế nhân giúp đỡ của mình nếu gặp chuyện chẳng lành, nhất là cái việc mà thay đổi chỗ làm. Đặc biệt thì có cung mệnh thì có câu dạo và thái âm, cho nên là khó tránh khỏi nhiều chuyện phiền lòng, có thể bị tiểu nhân tìm cách mà dèm pha chống phá. Vốn dĩ này như đã nói,
các em là người giỏi, tuy nhiên là cũng tự cao tự kiêu lắm. Nếu như mà đạt được sớm quá thì như đã nói là các em hay nghĩ tủi thân, thì hay tự nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, hay lợi dụng cái đầu mình nhiều hơn, thì dễ sinh ra tiểu nhân, sẽ sinh ra người ta thù oán và gây làm cho cái chuyện mà vu oan giá họa các em, mà gây cho cái việc mà không tốt cho cái công danh sự nghiệp. Cho nên là cần phải biết nhẫn nhịn. Gặp năm mà với cái sao Thái Bạch nó đi này nữa thì dễ làm những cái việc này gây ra hao tốn cho các em ở trong cái công việc ha. Cung tài Bạch đó thì có rất là nhiều hư hao phá tinh hội nhập, nhưng là cũng may thì có thiên trù phá lộc hội nhập luôn, cho nên là có thể nói là tốn hao tiền bạc nhưng mà các em vẫn có thể làm ra. Tốn hao rồi Thái Bạch nữa mà, nhưng mà với cái hóa lộc ngộ với lại thiên trù này thì gọi là có lộc trời cho. Nhiều khi mình không nghĩ số tiền đó có, mình mất rồi nhưng sẽ có cái số tiền khác bù lại, tuy tuy nó không không bằng nhưng cái số tiền mình mất nhưng mà nó vẫn ok, chứ nó không đến nỗi nào mà gọi là mất luôn. Rõ ràng như vậy thì đây là năm nhiều thay đổi, khó khăn về mặt tài lộc, hao tốn nhiều, tuy nhiên sự nghiệp vẫn đang trên đà đi lên. Cần dè dặt vì xung quanh có rất là nhiều cái phá và bại tinh, đặc biệt là những cái tiểu nhân ở trong cái mấy cái sao hàng nãy anh đã kể. Cho nên là hãy bình tĩnh và giải quyết mọi việc một cách êm đẹp, đừng có quá tự cao. Khi mà mình được thành công ở trong năm này về mặt công danh thì để ý, chứ coi chừng người ta ganh ghét, người ta làm cho mình sẽ tốn hao tiền bạc với cái Thái Bạch đi như thế này. Còn về mặt tình cảm và gia đạo á, thì đối với người canh thân ở trong cái năm mà Kỷ Hợi 2019 á, thì công việc rõ ràng là nó có nhiều thay đổi, cho nên chính vì vậy nó cũng sẽ gặp khó khăn, mà công việc khó khăn rất gắt, cho nên là tình cảm cũng khó được yên vui. Người canh thân thì nói là nhất trong các tuổi thân á, là nhất mậu thân gái gú nhì canh thân ha, canh thân không gái thì cũng nhậu, cho nên là để ý. Nếu mà những người mà đã có gia đình đó thì đừng nên vì công việc mà có cái sự rắc rối này mà thiếu quan tâm đến vợ con, mà để xảy ra cái việc không tốt. Tử vi thì có thiên hư nè, thiên khóc và tang môn đi với thiên mã, thì cái này thì gia đình rất dễ có người ốm đau, thậm chí là tai nạn đem đến cái việc mất mát ha, phải tốn hao, tình cảm không yên. Ngoài ra còn có thể phải nhận tin buồn từ những cái người thân ở xa, đặc biệt là nếu như các người canh thân này mà sống xa cha mẹ thì cẩn thận ha. Tuy nhiên với đường phù là hỷ thần tọa hạn, thì bên cạnh những điều không tốt đẹp thì vẫn có niềm vui về chỗ ở, đặc biệt là tân tạo nhà. Tuy tiền bạc gặp khó khăn, nhưng mà hạn có là thai ha, và vượng, nếu vợ chồng muốn có cháu bé ở trong cái năm này thì cũng vẫn được. Nhưng mà nếu như là người canh thân thì anh nên khuyên rằng hãy để đến năm Canh Tý hãy sinh sẽ tốt đẹp hơn nhiều ha, đừng sinh trong năm Kỷ Hợi đó. Còn đối với cái người canh thân mà độc thân á, thì quan hệ tình cảm không có gì ấn tượng ở trong cái năm Kỷ Hợi này, sẽ có nhiều rối rắm, đặc biệt là với những cái người mà lớn tuổi hơn mình ha, sẽ đem đến cho mình nhiều rối rắm lắm. Nếu như mà tốt thì em nghĩ mình nghĩ rằng là canh thân nam mạng nên để vào năm Canh Tý, mọi chuyện nó sẽ rất là tốt đẹp. Chứ còn năm nay thì rõ ràng về mặt tình cảm là không ngon. Còn xét về mặt sức khỏe thì tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 ngũ hành thuận lợi, sức khỏe khá tốt, nếu có chút ốm đau thì cũng dễ dàng hồi phục. Tuy nhiên phải cẩn trọng trong cái việc mà đi xa ha, vì dù sao đi nữa thì mình là người mệnh mộc, năm nay là năm thổ vượng, đặc biệt là những cái tháng mà thổ nó vượng nhiều
nó sẽ tương khắc bổn mạng của các em không có tốt đẹp lắm. À, như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái tử vi tổng thể của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi Canh Thân Nam Mạng. Bây giờ thì anh sẽ chia sẻ tiếp cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Thì như đã nói thì tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 đó là tháng Bính Dần, một tháng hỏa. Như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, bổn mộc bổn mạng sinh xuất tháng. À, như vậy thì cần cẩn trọng bệnh nạn ha. Bổn mạng mình bị sinh xuất nó yếu đi mà, cho nên phúc tinh và tài tinh nó cũng có chút vấn đề. Thiên can chữ bính nó khắc chữ canh, thiên can bị tháng tương khắc, gặp nhiều chống khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận vướng thị phi kiện tụng với pháp luật. À, mới đầu năm vô mà tháng thì các bộ không êm ha. Địa chi dần thân là thuộc nhóm lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối đối chọi với nhau, gia đạo khó yên, nhiều điều không thuận lợi trong các mối quan hệ làm ăn. Như vậy người canh thân với cái tháng giêng, tháng bính dần là tháng đầu khởi đầu của năm Kỷ Hợi 2019 thì gặp toàn những chuyện chống phá. À, cho nên là các em đã trải qua rồi thì các em sẽ cảm nhận được, sẽ coi nghĩ xem là phải đúng là như vậy không. Anh chia sẻ cái chuyện đã rồi, em cũng chia sẻ tìm nó sách viết sao, anh chỉ chia sẻ lại như vậy thôi. Còn như anh nói, có nhiều người nói anh em tuổi Canh Thân nhưng mà thấy mấy không bị gì không, tất cả còn đều do anh còn nói này, đức năng thắng số. Còn có sắc tướng của mình nữa, nhiều khi tướng mình tốt, sáng láng rồi này kia, giống như hào quang đang phản chiếu cho người mình, thì làm sao mà mình gặp chuyện xấu ở trong cái tháng này nữa. Cho nên anh nói là gặp nạn hay không là có cái mình phải xét lại ăn ở ha. Người canh thân của các em thì không có tin lắm về tử vi phong thủy đâu, phần đông chứ không phải là nói tất cả ha. Rồi, đối với người mà canh thân mà nam mạng thì tụi em chỉ kính Phật là mừng rồi. Tiếp tục là tháng 2, tháng Đinh Mão. Hôm nay đã là ngày 19 20 tháng 2 rồi, thì tiếp tục là tháng tháng hỏa. Như vậy là mộc sinh hỏa, bổn mạng sinh xuất tháng cũng tiếp tục giống như tháng 1. Thiên can thì canh đinh, đinh với canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Không có việc gì hết, cho nên là công việc ok, có thể nói là công việc tiếp tục là công việc sẽ tốt đẹp hơn tháng giêng. Khởi động ha, tháng giêng tháng ăn chơi mà nó có thấy tháng nó có thấy ghê quá. Địa chi thân mão thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp, gia đạo vì thế cũng là tốt đẹp, không có việc gì. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng Mậu Thìn là mộc, như vậy mệnh mộc đồng hành bản mệnh tốt, sức khỏe ok, không có vấn đề. Thiên can thì mậu canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Còn về mặt âm ngũ hành thì mậu thuộc thổ, canh thì thuộc kim, cho nên là ngũ hành thiên can là sinh nhập, có lợi về tài lộc trong các mối làm ăn. Địa chi thân tý thìn là tam hợp, không những đem lại may mắn cho gia đạo còn có cho cả công việc. Như vậy thì tháng 3 là tháng khá tốt đẹp đối với tuổi Canh Thân. Tháng Thìn với bổn mạng là cùng hàng mộc, sức khỏe ok, không vấn đề. Rồi địa chi thì được tam hợp, thiên can thì được sinh nhập về nạp âm ngũ hành. Như vậy tiếp tục là một tháng tốt đẹp đối với tuổi của canh thân các em. Rồi tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ thì thuộc mộc, như vậy mệnh cũng giống như tháng 3, mộc đồng hành, bổn mạng sức khỏe ok, không vấn đề. Thiên can canh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nó cũng giống như thiên can của tháng tháng 3 là canh với kỷ là cùng hàng. Mậu kỷ thì cùng thổ, canh thì thuộc kim, cho nên là sinh nhập về ngũ hành tốt đẹp, có việc làm. Tỵ thân dần thân tỵ hợi, thân tỵ đó sát nhau trong tứ hành xung.
Tuy nhiên cặp địa chi này lại là lục hợp, cho nên là không có xung khắc ở trong gia đạo, mà thậm chí là còn đem đến nhiều may mắn trong gia đạo qua cho công việc làm ăn luôn. Như vậy tháng 3, tháng 4 là ok, đẹp đẽ, ngon lành ha. Tiếp đến là tháng 5, tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ thì thuộc thổ, như vậy mệnh là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, thì sức khỏe cũng không vấn sức khỏe tức là có vấn đề gì nữa thì cũng dễ dàng vượt qua. Hai tháng, tháng 5 và tháng 6 là hai tháng cực thổ, cho nên là tháng 5 và tháng 6 hai tháng này là mệnh giống nhau, hai cái này đều thổ hết, Canh Ngọ và Tân Mùi là đều thổ hết. Như bây giờ xét cái Canh Ngọ thì sao? Thiên can canh, Canh Ngọ với canh thân là cùng hàng, giống nhau, công việc sẽ tốt đẹp, thậm chí là có sinh tài lộc. Ngọ thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại thì cũng không có tương hợp nhau, ok, tốt đẹp luôn. Công việc cũng ngon lành luôn. Tới tháng 6 với phần địa chi thì cũng vậy, ngọ thân tốt đẹp, công việc tốt đẹp, gia đình tốt đẹp, chỉ có bổn mạng thì cần phải để ý một chút xíu. Tới tháng 6 thì tháng Tân Mùi thì cũng giống như trên, thì mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, cho nên là sức khỏe có một chút chú ý. Chừng nào nó khắc mình thì mình phải để ý nhiều, nhưng mà mình khắc nó thì cũng đỡ đàn hơn. Thiên can thì Tân Canh thì thuộc kim, mà nó không có xung không hợp là đáng thấy cân bằng tự chủ ở trong cái tử vi, như vậy cũng tiếp tục là tốt đẹp cho công việc. Địa chi Mùi thân thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, rõ ràng là tốt luôn. Hay ha, những cái tuổi canh thân nam mạng của các em ở trong cái năm này nó cũng có khá nhiều cái điều rất là tích cực, chứ không phải là rối rắm không, đúng không? Dù là có sao Thái Bạch đi nữa thì cũng không đến nỗi nào mà quá xấu. Vận niên vận hạn của 6 tháng cũng có nhiều điều tích cực, báo hiệu sẽ có tiền tài, chứ không phải là cứ sao Thái Bạch là xấu hết đâu. Tuy là sao Thái Bạch thì nó sẽ không tốt đẹp cho người mệnh thổ, quên lộn, người mệnh mộc của các em, nhưng với cái vận hạn của 6 tháng đầu năm thì báo hiệu ngược lại có nhiều điều rất là tích cực trong cái công việc cũng như là gia đạo. Tuy nhiên có thể là nó sẽ ảnh hưởng ở 6 tháng sau, thì nó có những cái tháng như sau tháng Tân Mùi thì đến tháng Nhâm Thân Quý Dậu, rồi mấy cái tháng tiếp tiếp tới nó có thể là 6 tháng cuối năm nó sẽ có những cái chống trái nhiều ở trong công việc, sẽ gây ra hao tổn. Như vậy là anh đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi canh thân nam mạng. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích có thể giúp được các em ứng dụng vào cái 6 tháng đầu năm để mà thu về những cái lợi nhuận, thu về những cái công việc hiệu quả. Nếu các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi canh thân được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi về các tuổi khác đối với năm Kỷ Hợi 2019. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.